16 vui vẻ. Hoặc thi trong mơ của bạn trông như thế nào vậy? Đến lúc bắt đầu ngày tuyệt đẹp này rồi. Bình tĩnh đi, báo thức. Con yêu, con dậy chưa? Chúc mừng sinh nhật Holly. Ủa? Cái gì thế? Cảm ơn vì bất ngờ sinh nhật này nha ba. Xin lỗi con yêu. Lại phải đến trường nữa. Chúc mừng sinh nhật Holly. Để mình yên đi. Nè nè, hãy gì thế? Mà thôi kệ. Holly, anh có bất ngờ dành cho em nè. Ủa, khỏe không? Holly, bắt lấy nè. Các cô gái, náo nhiệt lên nào. Cùng bắt đầu bài tập của chúng ta nào, các tân binh. Holly, cầm lấy quả tạ đi. 7 kg thôi à? Không, Holly, hôm nay em 16 tuổi rồi đấy. Đừng vậy đi, tên yếu xìu. Đây, hãy lấy ông già 100 tuổi này làm hình mẫu cho em noi gương. Gì nữa đây? Chúc mừng sinh nhật Holly. Nhúng bánh donut vô trong lớp kem nha. Gắn kẹo caramel hình gai vào lớp kem trước khi nó cứng lại. Thổi lớn sao? Dễ ẹ. Cảm ơn bánh donut hình gai. Gì thế này? Lưỡi có đầy gai nè. Tuyệt. Đúng là món quà tuyệt vời. Con yêu, phá vỡ piñata nào. Không. Sẽ vui lắm đó. Con không thích đánh đồ vật bằng gãy bóng chày hả? Ok. Khoan đã, luật chơi là con phải bịt mắt lại. Piñata ngu ngốc, người sẽ phải trả giá. Nhận lấy nè. Giờ thì ai nắm quyền nào? Ủa, món quà của con có bên trong quá hả? Cảm ơn ba. Ai sẽ lên bảng làm bài đây? Cô gái sinh nhật à? Holly, lên đây nào, cô gái sinh nhật. Làm phép tính nha. 4 x 4 bằng. Em không biết à? Ok, vậy 7 + 9 bằng mấy? 20 - 4. Hồi nào, Holly, nghĩ đi. 17 - 1. Làm ơn, Holly. Em không biết mà. Ok, cơ hội cuối cùng của em đấy. 16 + 0 bằng bao nhiêu? 16. Tuổi của bạn đó. 16. Cuối cùng thì. Ồ, túi đẹp đó nha. Mình muốn một chiếc. Cắt các miếng hình dày từ giấy xốp lấp lánh ra nha. Cắt các cạnh hình zigzag và dán chúng lại với nhau. Gắn khóa kéo ở phía sau nào. Thêm các nút giấy xốp. Và thắt ri băng lại nha. Cắt một chiếc đế giày từ thùng xốp. Sơn màu đen nha. Và gắn nó vào giày. Đính chiếc lót giày lên trên nữa. Thêm tay cầm và dây xích nữa nào.
kèm thêm chiếc ví giấy xốp nhỏ. Tiền mình còn bao nhiêu ta? Trống trơn à? Ok, mình sẽ đổi đồ một chút. Về nhà thôi, túi mới tinh nè. Chiếc túi này phù hợp với phong cách của mình. Mình sẽ viết bài mới về nó. Dây đàn bị gì thế nhỉ? Mình cần phải thắt chặt chúng lại. Cờ lê của mình đâu rồi ta? Cờ lê yêu thích của mình. Nó luôn có ích đó. Đấy là lý do tại sao mình biến nó thành mặt dây chuyền. Nhào một ít đất sét polymer, đặt lên giấy sáp và lăn ra cho đều nha. Cắt thành hình cờ lê. Dùng ống hút để đục lỗ. Nướng trong lò theo hướng dẫn ghi trên bao bì nha. Làm ống vít nữa nào. Treo các mảnh lên trên dây xích. Ảnh cho Instagram nè. Không không. Em bị bắt vì tội ăn cắp bạc cô gái sinh nhật. Em có thể tận hưởng niềm vui trong tù. Chào mừng đến với đồn cảnh sát. Giao tất cả đồ chơi của em ra đây, Holly. Có nhiều thứ quá hàng. Ok, vào phòng giam đi. Đội trưởng, chúng ta có tên ăn cắp vặt mới. Đó là con gái của anh mà. Ba ơi, sao anh ta dám bắt con chứ? Ôi, thiên thần của ba, con lại quậy phá đúng không? Xoay người lại, bà sẽ thả con ra. Bà có trang sức đẹp hơn cho con nè. Làm còng tay nhỏ bằng đất sét tự khô nào. Đợi cho chúng khô lại nha. Cho khoen vào. Dùng sơn xịt màu phủ bạc lên. Thêm dây xích. Tuyệt vời, cảm ơn ba. Đợi đã, bà có một cuộc gọi quan trọng. Ở yên đó nha. Mình trốn ra như nào đây? Chìa khóa. Hoàn hảo. Mở được rồi. Đã mở được khóa. Cuối cùng thì mình cũng có thể rời đi. Anh là ai? Chào. Ok, phải đi rồi. Mình không thể đi ra đây. Bàn làm việc của ba. Xem chúng ta có gì ở đây nào. 100 đô la. Không, chỉ là một nửa thôi. Chiếc đèn pin gián điệp. Mình bị mù rồi. Chơi đóng vai nào. Mình đang đặt câu hỏi đây. Thú tội đi Jack. Đây là tất cả những gì anh có. Anh đã làm nó trong căng tin á. Dùng keo nóng gắn dao nhựa vào băng đô. Dùng sơn xịt màu bạc phủ lên nha. Trang trí bằng đá lấp lánh nào. Mình là nữ hoàng của nhà tù này. Ủa không, ai đó đang tới. Vào phòng giam lại ngay bây giờ. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Bất ngờ chưa? Chúc mừng sinh nhật. Đến lúc đốt chiếc bánh này rồi. Cắt một mẫu nến đỏ, để lại dây nến dài. Gắn chặt 3 cây nến với nhau bằng dải giấy xốp màu đen nha. Dán nhãn dán trang trí lên. Đồng hồ đếm ngược in sẵn vào một đoạn dây cáp. Bom kìa. Bình tĩnh, đây chỉ là nến của mình thôi mà. Mình sẽ ướt đây nha. Đây là sinh nhật 16 ngọt ngào mà mình hằng mong ước. Thiên thần của bà lớn nhanh quá. Ô, ba, con đang cầm tay lái nè. Holly, chúng ta sẽ đến hiện trường vụ án. Các bạn có thích sinh nhật 16 ngọt ngào của bọn mình không nào? Hãy bình luận bên dưới và cho bọn mình biết sinh nhật trong mơ của bạn trông như nào nha. Và đừng quên cho video này một like.
đăng ký kênh của bọn mình và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn nào từ kênh Trum Trum nha.